Xin chào các bạn đến với cái video mới của mình nhé. Hôm nay lại rảnh thì lại có video đây. Thì hôm nay mình quay cái sản phẩm máy in Canon của mình, là có điều muốn chia sẻ đến các bạn đấy. Thì cái máy in của mình cũng dùng được một thời gian cũng khá lâu rồi, Canon. Thương hiệu này thì cũng khá là bền bỉ, mình dùng không có để chê cả, dùng để in các giấy tờ, đơn hàng, các thứ của mình. Thì đợt này thì mình chuyển chuyển nhà, và sau khi cái máy in này về đây, nó có trong quá trình vận chuyển nó đã phát sinh một số trục trặc, cụ thể là in nó ra nó bị lỗi, và mình cùng xem cái lỗi của nó nhé. Đây các bạn xem này, đây là cái lỗi của mình mắc phải, mà mình tìm hiểu thì đây cũng là cái lỗi chung của hầu hết đa số các máy in. Nếu gặp lỗi họ toàn gặp những lỗi sọc kẻ này, thì cái lỗi này thì mình hoàn toàn có thể tự xử lý được ở nhà nhé. Bởi vì mình cái kinh nghiệm của mình cay đắng sau 2 lần mang đến thợ, thì mình rút ra được kinh nghiệm về cái lỗi này, và mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn khỏi bị mất công mất tiền giống như mình. Nhiều bạn thì bị cái vết sọc đen là chỉ ở một bên thôi, bên trái hoặc bên phải. Thì cái máy của các bạn tùy các bạn nhé. Các bạn dùng máy Canon hay cái máy khác thì các bạn search trên Google, trên YouTube cách để mình tháo lấy cái hộp mực ra. Cái của mình thì mình cũng đồ mình không biết đâu, mình cũng phải lên đấy mình search để mình xem cách tháo, cách gỡ, chứ không đụng gì thì hỏng hóc thì mệt. Đây của mình thì rất đơn giản thôi, của mình là máy Canon nhé, Canon nhé các bạn này. Thế nào, Canon này, mẫu 6030W đấy, mình cứ search đúng cái mã ra, trên mạng rất nhiều hướng dẫn rồi. Thì đây mình đã xem rồi và mình lấy ra cái hộp mực ra rất đơn giản đấy. Ở trên đấy thì cũng có rất nhiều người ta hướng dẫn cách sửa, cách nói chung là fix các cái loại máy in này, thì các bạn cứ lên đấy tìm hiểu đấy. Mình lúc đầu mình cũng lười, mình không biết, thực ra mình không biết, mình mang cái máy đi thợ, nhưng mà thợ ở chỗ mình nó phèn quá các bạn ạ. Mình mang đến một cái ông thợ ở gần nhà, thì ông ấy sau mình mang mình tháo hộp mực, mình cũng tin chắc là lúc đầu mình cũng xem thì mình biết là nó hỏng ở cái hộp mực này, không biết là hỏng ở bộ phận nào thôi, nhưng mình không biết là cái hộp mực này nó đắt hay rẻ, nên mình lấy cái hộp mực này đi để cái ông đấy ông xem ông sửa ra. Thì ông ấy báo là đây thay bị hỏng cái gạt mực, bị hỏng cái gạt mực, mình chẳng biết cái gạt mực nào, nhưng mà nhà ông ấy hết rồi. Ông bảo là thay cái gạt mực này, ông vệ sinh đầu tiên, ông lấy cho ông vệ sinh xong rồi các kiểu, xong rồi ông ấy đi đâu một lúc ấy, mình ngồi đợi ngoài, ông bảo thay cái gạt mực, chả biết cái gạt mực là cái thanh nào, hết 100.000 các bạn, hết 100.000 đấy. Xong rồi về mình dùng thì vẫn ít bị thế, vẫn bị hiện tượng như thế này. Xong rồi mình lại thay ra để cho ông ấy, lại ông lại cầm vào ông vặn vặn cái gì, ông vặn vặn cái gì. Một lúc ông bảo là cái này của em phải thay cái gì gì đấy, cái thay cái trống hay cái gì đấy, nhưng mà bên anh hết rồi, thế em cứ anh vừa sửa cho em cứ về em dùng tạm đi, đến khi nào mà nó hỏng em lại mang đi tiếp. Thế là mình ok, mình mất tiền rồi thì mình cứ mang về mình sửa thôi, mình dùng thôi. Thì mình dùng được đúng 2 3 hôm thì đầu lại vào đấy, nó lại có cái hiện tượng này, các bạn nhìn này, nó có cái hiện tượng gọi là mực dày hết là giấy đen này. Thế là mình bảo thôi chết rồi, gọi lại mẹ gặp thợ này, ối rồi ôi rồi, thế thôi mình chấp nhận mất 100.000. Mình lại tiếp tục đến một cái thợ khác, quán có vẻ to hơn lớn hơn, thì ông ấy xem cái mực, hộp mực của mình, ông bảo mực thì vẫn còn không phải đổ thêm, nhưng mà vấn đề là bị hỏng cái trống đây, hình như cái này này, ông bảo là cái màu như thế này mới là cái chống xịn đấy, ông bảo mình thế. Còn cái màu trước của mình đây, đây cho các bạn xem, đây cái màu chống trước mực của mình, nó cái màu kiểu màu xanh da trời này, ông bảo đây là loại đẻo, loại có tàu, loại rẻ tiền, dùng nhanh hỏng lắm. Ông thay cho mình cái chống này về dùng cũng được đúng 2 hôm, được đúng 2 hôm là lại đâu vào đấy. Mình cũng đã mở ra vệ sinh, xịt nước, xịt bụi, xịt bẩn các thứ,
làm sạch sẽ cái khoang này rồi. Sau bắt đầu mình lên mạng mình search cách mua mẹ hộp mực mới về thay, không sửa nữa. Ngày trước mình chưa làm ở nhà, mình còn đi làm ở công ty thì mình thấy mỗi lần công ty hỏng gọi thợ đến là ví dụ hết mực cái đổ mực hết 80.000, còn có những đợt mà nó hỏng hóc gì đấy sửa mỗi lần sửa hết hơn 1 triệu cơ đấy, 3 4 lần sửa là bằng cái con máy này rồi. Thì mình lên mạng mình search cái hộp mực gốc của Canon này này, cái hộp mực này này mà hàng chính hãng của Canon ấy, giá của nó đến 1,3 triệu, 1,5 triệu cơ. Nói chung là đắt, rất đắt tiền. Nhưng mà bản thân mình thì cũng không dùng cái máy này nhiều lắm, nên mình quyết định là đặt ở trên Shopee một cái loại hộp mực gọi là hàng của bên thứ ba, chắc cũng hàng tàu đây, hàng tàu đều như các anh ấy nói thôi. Mình quyết định đặt về để dùng. Đây. Chả có, cũng không phải là tên tuổi lắm đâu, cái hộp giấy của nó đâu nhỉ, đây hộp giấy của nó đây, đây các bạn nhé, đấy giá độc có 100.000, mình mà biết ngay từ đầu mình mua luôn về mình thay đấy, hết mình mua luôn mình thay đấy. Ví dụ đây các bạn nhìn đúng mã số là được nhé, đây là loại mình mua này, loại này là loại không phải loại xịn hay loại gì đâu, nó là cái loại rẻ tiền nhất mà mình mua ở trên Shopee, quan trọng là nó phù hợp với cái mã máy của mình là dùng được thôi, không phải loại gì đắt tiền cao siêu cả đấy. Ví dụ các bác gọi hết mực các bác cứ mua một cái hộp này, mua mới đi. Ngày xưa không hiểu sao mà các công ty cứ hay hết mực lại gọi thợ đổ, gọi thợ đổ, gọi đổ làm gì, 80 một hộp mực cả tiền công đi lại của người ta lấy 101, 102 đấy, mà trong khi đó các bác cứ đặt một cái hàng này về thay em đảm bảo là ngon hơn là hàng đổ mực. À, nếu các bác xem, các bác tìm hiểu kỹ một chút ấy, thì các bác thấy cái hộp zin của Canon ấy mà khi hết mực ấy bóc ra đổ mực rất là khó, người ta phải đục, người ta phải phải nói chung là vặn ốc các cái kiểu gì choét hết ốc ra mà dùng nhiều khi không đảm bảo đấy, bởi vì hàng đã đục đẽo rồi, không còn nguyên zin, không còn nguyên bản nữa, lắp vào dùng nó được 1 2 ngày là nó lại lỗi lem mực hoặc lỗi tắc giấy, kẹt giấy. Cứ mua một cái con nguyên bản này về này, hàng đều đâu, hàng đều nhất thôi, mua về thì dùng được mà giá thì rẻ đúng không, rất rẻ. Đây em mua đặt Shopee nhá, link mua em để bên dưới, các bác cứ mua về, nếu các bác dùng mã máy của em cứ mua về lắp vào là xong, đỡ phải rắc rối, không phải mang đi thợ thật thì mẹ bọn thợ thuyền ấy, nhiều thợ thì ối rồi ôi lắm, nhiều thợ thì sửa tử tế, nhiều thợ chỉ tìm cách nó ăn tiền mình này, nó cứ bảo cái trống này trống đẻo nó thay cho trống mới về có được đâu, đặt luôn con mới về, về cầm này lắp vào thế là xong. Đây cho các bác xem này, đấy, trắng phao phao, đơn giản. Đấy em vừa mới hướng dẫn các bác cách gọi là sửa cái lỗi đơn giản, gọi là thay cái hộp mực này. Khi mà mình in ra cái tờ giấy nó bị sọc, tờ giấy nó bị sọc như này, chỉ cách đơn giản nhất, tiết kiệm thời gian nhất mà ấy, đó chính là mua cái mới mà thay thế. Thì cái link của sản phẩm này thì em để bên dưới nhé, đây là link của em đã mua hàng. Thì tất nhiên là có nhiều shop bán cái hàng này nó còn rẻ hơn ấy, thì các bác tìm được các bác cứ mua thôi, còn cái link em mua em để bên dưới, bác nào muốn mua thì mua. Thực ra cái này cả ship về đây nó chỉ hết có chỗ em nó gần, ship về đây nội thành có 90.000, nhiều shop cũng bán rẻ hơn. Nhưng mà cái shop này nó được uy tín, nó em thấy nó bán được nhiều, với lượng đánh giá 5 sao của nó nhiều, nên em để link ở bên dưới nhé.